Coco Baby. Yo. Hai anh còn nhớ em không? Người con gái của cái môi công. Coco Baby. Hai anh còn nhớ em chứ? Người con gái của cái nết hung dữ. Hai anh có nhớ em sao? Người con gái cái mặt như cái bánh bao. Có nhớ em không? Cái cây của tôi đừng có giết. Tôi giết tôi sẽ làm gì vậy? Tôi giết thì giết đi. Tôi không cần giết trên cây. Tôi sẽ giết lên chỗ khác. Mà nơi đó sẽ có kỷ niệm. Tôi giết lên giò tôi nè. Trời ơi cái gì vậy? Sao ông làm gì vậy? Dưới la. Trời ơi. Tự nhiên đưa cái ông quyển là khoe. Cái ông như cái ông tre vậy cho nội. Kệ tôi. Cái lộn tiếp. Còn đỡ hơn ông. Đỡ tôi sao? Trời ơi giết cây chuối. Cái chuối mà cũng giết được nữa. Vài bữa trời mưa nó trôi hết, không còn kỷ niệm gì hết trơn rồi. Cái lộn hoài à. Nè Lan. Anh Dũng. Là. Sao lâu ngày không gặp lại, hai anh cũng vẫn cứ cãi lộn như chó với mèo á. Trời ơi Lan ơi. Ngoài cho anh hỏi với. Đây là cái người mà khiến cho hai ông đánh lộn nhau hoài luôn hả? It's me. Dạ. Ông chào bà. Trời ơi, ai ơi. Vô duyên. Làm gì vô duyên? Ngày hôm nay là em cùng với mấy bà bạn không đi chùa hành hương qua cái khu này. Ở chùa hả? Dạ, rồi được duyên em ghé vô đây thăm hai anh luôn. À. Thôi bây giờ để tôi hỏi ha, thăm cháu coi đây là cháu ai? Đây là cháu anh. Này cháu anh nè, cháu anh. Đẹp gái không? Nãy giờ nhìn là biết rồi. YouTuber đúng không? Dạ đúng. Không biết có hay quay clip up lên mạng lắm. Dạ, nick trên YouTuber của con là Tiến chuột official. Mày men lì lên. Dạ thưa cô, nick trên YouTube của con là Tiến chuột. Đó. Tiến chuột. Con nick của nhỏ này. Con giới thiệu nickname cho bà nghe con. Con chuyên bán hàng online trên mạng. Mày. Bây giờ là hai đứa này YouTuber là chuyên live stream bán đồ online đúng không? Đúng rồi. Trời ơi bà rành công nghệ vậy luôn hả bà? Trời, bởi vì bà cũng có cháu mà bằng tuổi tụi con đó. Là nó chỉ bà riết bà cũng biết chút chớp. Trời ơi. Cháu có cháu hả? Cháu của em ở đâu? Cháu em ngại quá. Thật sự anh hỏi thì em mới nói thôi chứ không phải là phe fan gì. Thật ra cháu em là... Bà kêu. Hả? Bà kêu. Ông nghe không? Dịch kêu chiều. Không phải anh ơi. Hả? Dì kêu nước ngoài á, người nước ngoài. Dịch kêu. Mày. Nó ở bển Mỹ. Nó làm nghề gì, làm em? Gì em? Ôi hay anh lại tạo điều kiện cho em phe fan nữa rồi. Em không có thích cái tính phe fan. Em nói đi em. Đó, phe fan là rất là xấu. Đó, mình không nên phe phan làm gì. Sao ổng anh không ấy anh ơi em rối loạn tiền đình mà anh đẩy hoài vậy. Thôi để em kể chuyện về cháu em đi. Rồi hai anh thì sao nhau thiệt á. Rồi bây giờ em kể nha. Cháu em là ở bên Mỹ đó. Rồi cháu em hiện tại bây giờ rất là nổi tiếng. Bởi vì sao? Bởi vì nó là nghệ sĩ. Trời ơi làm nghệ sĩ con ơi làm chưa đâu bà. Nghệ sĩ mà về cái lĩnh vực gọi là rapper. Ôi hèn gì mà hồi nãy bà vô mà rap cứ bu Yeah, come on baby. Hay quá hả? Ông ơi. Trời ơi. Chỉ ta lên trời nè. Chỉ ta lên trời. Chỉ ta xuống đất nè. Chỉ ta xuống đất. Chỉ ta lên trời nè. Che đầu đi em. Yeah yeah.
yeah yeah, Kumba baby yeah yeah. Ôi trời 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 trời. Ôi trời 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 trời. Bây giờ em chổng. Con ngồi cái nách quá ông nội. Từ ơi. Từ em đừng có chổng quá em. Em chổng đầu rồi đó, em quay nè. Đâu có, em chổng rồi đó. Em đang chổng mẹ. Không, giúp giúp bà, giúp bà. Trời đất ơi là trời đó, bà em thấy không? Không bà. Em thấy không? Trời ơi, chả nói chả thương em, chả thương đâu. Trời ơi, quá. Cái não em nó văng đâu rồi, kiếm cái não. Còn yên nguyên, còn yên nguyên em ơi. Còn yên nguyên. Thôi bà đừng nói chuyện với mấy ông nữa, nhức đầu lắm. Đi qua nói chuyện bàn công việc business với tụi con đi. Ơi từ từ đây đây bà vô sao bà sao tụi này. Trời ơi bà gọi ơi. Là nó gọi là nó hiếu khách dữ vậy. Từ từ đi bà ơi, mai việc kiếm tiền tới nơi rồi bà. Rồi bà ơi, đây ngồi bàn với nhau một cái xíu nè. Vô gì? Dạ thưa bà, theo những gì mà con biết về cháu của bà. Cháu đứa con hả? Con đứa một. Đâu? Là một người vô cùng nổi tiếng, nên con muốn gửi một lời đề nghị đến bà. Bà có thể nhờ cháu của bà hỗ trợ cho phần livestream cũng như là video clip của con và Mai được không bà? Lan, Lan xuất hiện rồi, Lan giúp đỡ cho cháu anh. Giúp cho cháu anh. Giúp cháu anh. Giúp cháu anh. Giúp cháu anh nha. Đơn giản thôi ạ. Giúp cháu anh nha. Dạ. Không ai đâu ai tặng. Hả? Gì? Không, tôi cúng mà. Cúng gì cha nội, tôi thấy đây thì tôi tặng thôi. Trời ơi, đồ trong nhà tôi nha. Đồ nhà gì? Đồ nhà qua ông bỏ rồi tôi lụm. Bây giờ vậy. Trước tiên á, mình muốn nổi tiếng ở trên YouTube là mình phải làm một cái clip hot. Hot. Vậy là hot hả em? Làm sao mà người ta thấy cái clip là người ta nhào vô con. Thu hút. Bằng cách là phải đẩy tôi vô cái clip. Hả? Phải có tôi xuất hiện là cái clip đó nó hot lên liền. Ví dụ. Rồi, ví dụ sao? Giống như là bây giờ nồi bánh chưng này đang hot. Dạ. Tôi nhào vô nồi bánh chưng, tôi hot. Cháu tụi nó thấy tụi hot vậy, nó nhào vô là hai đứa này hot luôn. Oh. Hay không? Hay không? Hay không? Hay ơi! Tụi con cũng có cách!